Gần đây là 25/6/2016 và đây Đỗ Đức Hiền đang giới thiệu quý vị đây là xưởng chuyên đục chạm cái cuốn thư câu đối của chúng tôi. Ở đây rất nhiều những cái mẫu phổ thông, quý vị nhìn thấy là mẫu long hóa, mẫu phượng hoàng và thậm chí là cả cái có là chúng tôi cũng làm cái hoành phi đây. Đây được. Đây, đặt nghiêng này. Đây là những phần đang làm dở dang thì trông nó không được bắt mắt lắm, nhưng mà lúc lên thành phẩm thì như mọi khi quý vị thấy là rất là rõ. Đây là ba chữ Đức Lưu Quang. Còn đây có cả câu đối mai điểu loại cỡ lớn. Còn trong này là cái hành vi Đức Tâm Đăng đang chuẩn bị xong. Hành vi Đức Tâm Đăng này đợt trước tôi đã làm một chiếc theo đơn đặt hàng của thầy giáo trưởng khoa toán của quân y viện 100 của học viện quân y 103, và sau đó thì thấy rất là đẹp nên đợt này chúng tôi lại tiếp tục làm ra. Bản thân cái chữ Đức Tâm Đăng cũng rất là hay, trong dịp khác tôi sẽ giới thiệu lại quý vị. Và đây là những phần đang làm dở dang. Đồ của Đỗ Hiền lúc nào trong nhà cũng có, trong xưởng cũng làm sẵn vài chục bộ. Tuy nhiên là khi lên thành phẩm thì thường khách hàng ở xa gần, kể cả khách lẻ và khách buôn, đây đều đăng ký nó liên tục, cho nên có lúc trong nhà cũng hết hoặc là chỉ còn không đủ bộ. Đây chỗ này đưa lên cả cửa võng này luôn. Nó làm khách. Còn đây là cửa võng mẫu triện của chúng tôi. Dây triện. Đương nhiên cảm ơn quý vị đã quan tâm. Hẹn gặp lại trong những clip sau.